Nói tới BTC đó thì chúng ta cũng có một cái thông tin à, đó chính là MicroStrategy à, họ đã mua thêm 1045 BTC có nghĩa là họ đã bỏ ra thêm 29,3 triệu đô la để mà mua và cái mức giá là 28.016 và đương nhiên đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy giá của BTC ngày hôm nay không tiếp tục tăng nữa <laughs> tại vì Michael chỉ mua các bạn mỗi lần Michael Strike mua thì nhiều bạn nói là mua xong thì chắc chắn thế nào nữa đó giá của BTC cũng phải đi xuống dưới cái mức này rồi mới lên trở lại được nhưng mà nói như thế thôi chúng ta được là Michael sailor cũng là một người mà vẫn tiếp tục thu mua các bạn và chúng ta đã thấy được tới cái thời điểm này đó thì Michael Strategy đã lưu trữ 40.000 BTC còn đã bỏ ra 4.17 tỷ đô la để mua số lượng BTC này ở cái mức giá trung bình là 29.803 có nghĩa là tính tới mức giá bây giờ ra thì họ vẫn đang lỗ một chút nhưng mà chỉ cần BTC tăng một chút mà thôi thì họ sẽ có lời rất là nhiều tại vì họ lưu trữ tới 140.000 BTC lần các bạn và chúng ta cũng có một cái bài phỏng vấn rất là thú vị liên quan đến CEO của Vanex về BTC về vàng tình hình hiện tại các bạn và nhưng mà nào không rành thì VanEck là một trong những cái công ty mà họ phát hành rất là nhiều ETF và họ cũng có một phần đầu tư vào crypto và họ muốn có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì ở trên đài CNBC đó có hai người dẫn chương trình thì đầu tiên hết đó là họ chỉ muốn nói về vàng thôi cái người dẫn chương trình hỏi là vàng dạo này như thế nào thế vàng cũng tăng đó chúng ta có nên mua vàng để mà đầu tư dài hạn hay là bây giờ chỉ là thời điểm mua vàng để mà mua bán ngắn hạn kiếm lời mà thôi thì chúng ta sẽ nghe cái câu trả lời đến từ CEO của Vanek ông ta cũng gặp chung với BTC luôn để mà nói thì đừng chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn at these levels, Is it an investment or just a trade that's temporary, with maybe some more upside? I think um, I think we're at the very beginnings of what could be a several-year uh, cycle in gold, and I also put Bitcoin in that category as well. I mean, you have to love finally as a gold investor—you've been rewarded over the last couple of weeks, right? Weakness in the banking system and gold rally—that's that's why you own gold. Um, the reason I think it could be a two year cycle is because I think that the Fed is close to the end of their tightening. Uh, the w market is worried now about the consequences, and it could take a year or more for those consequences to roll through the commercial real estate market, right? The banking and lending uh, dynamics. Maybe we have a shallow recession, but at some point, the Fed's going to start easing. And that's when gold's really going to party. Um, you know, you have some short term things like gold floating with $2,000 an ounce. Uh, that got hopes going in the gold community as well. Yeah, of Chris... các bạn thấy được là sau đó những người dẫn chương trình đã nói là khoan tỏ ông về vàng nhưng mà ông này nói tới luôn cái bitcoin cũng như là vàng cũng có thể tăng trưởng à, thì tại sao mình nghĩ như vậy trong khi mà BTC là một cái loại tài sản mà dao động quá nhiều và thật ra là một loại tài sản mà chúng ta không thể tin tưởng được first when you see interest rates go lower when you see the dollar weaken that's really good for something like gold too i thought it was interesting you just mentioned bitcoin because we have seen this rally in bitcoin and I, I know you have a couple of etfs that are focused on, on crypto to a certain degree so do you see it moving for the same reasons that gold is moving or is there more at play here no i think it's that simple um, i think all the speculation is out of both of those markets. There's obviously no leverage in the Bitcoin market with all the regulatory crackdown and all the crises that we've had over the last year or so. Uh, so it's up like 70% on the year, best performing asset. Again, rewarding the people that own Bitcoin for that thesis of wanting a hedge in their portfolios. So, how do you trust it from here? I mean, <laughs> Bitcoin has been, you know, crypto has been so volatile. It was an inflation hedge and then it was a risk asset. And now it sounds like you're saying it's back to being perhaps uh, digital gold. Why? Well, I, I call Bitcoin like an eight year old child. It's very, very early in the stages of adoption. Either there's so many, you know, invest, institutional investors haven't really gotten involved, central banks haven't gotten involved. I think that's all possible. Uh, over the next several years. So, if you look at short term performance, I mean, Bitcoin was less volatile than the NASDAQ at the end of the year. So, if you take any short term time period, who really knows? Uh, but I, I, the way I put it, this is if you want to have this in your portfolio as a hedge, it's pound the table time, meaning you're not going to get a big flare, the starting gun's not going to go off, but at some point, the Fed will start this easing cycle and you will want this in your portfolio. short term, you know, there might be pullbacks um, and, and it might be a sideways year for this asset as well. But I do think, um, you know, when the cycle turns, it could be pretty exciting. Ok, các bạn thấy rồi. Và CEO thì cũng chia sẻ những gì mà thường đã chia sẻ ngạp với các bạn thôi. Chỉ muốn các bạn nhìn uh, một người khác chia sẻ những quan điểm và có rất nhiều điều mà chúng ta thường nói tới hàng ngày để các bạn có thêm một góc nhìn mà thôi. Và CEO của Vanek, như các bạn đã nói là nếu như mà đang nghĩ tới có nên mua hay không thì đó là thời điểm bây giờ thì bây giờ là thời điểm mà nên bấm nút mua tại vì Fed sẽ bất ngờ giảm lãi suất chứ không có thông báo trước mấy tuần mấy tháng gì đâu cho nên tới lúc mà Fed bắt đầu giảm lãi suất thì có thể quá muộn rồi đây là thời điểm tích lũy đó là cái uh, lời chia sẻ đến từ Vanex có thể là ông ta biết gì có thể là ông ta cũng uh, chia sẻ các mình cá nhân mà thôi thường không biết được nhưng mà Vanex là một công ty mà họ cũng rất muốn có một cái uh, Bitcoin Spot ETF và với cái uh, sự kiện tụng gần đây của Rayscale với SEC đó thì hầu như là chúng ta một một lần là nuôi hy vọng là có khả năng là SEC sẽ thua cái vụ kiện này và Rayscale sẽ là công ty đầu tiên phát hành Bitcoin ETF và những công ty còn lại cũng sẽ theo gót của Rayscale và lúc đó thị trường thật sự cũng sẽ có nhiều nguồn tiền đổ vào hơn và nếu như mà fed giảm lãi suất theo lắm nguồn tiền nên thì chúng ta lại bắt đầu thấy một cái đợt tăng trưởng mới cho những tài sản nữa rồi chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới đồng đô la gần đây chúng ta nói rất nhiều về đồng đô la các bạn tại vì hầu như ngày nào cũng có thông tin liên quan tới đồng đô la hết và chúng ta ngày hôm nay đó lại có cái thông tin một lần nữa đến từ malaysia các bạn đây là thủ tướng của malaysia ông ta hôm qua đã nói là sẽ không tiếp tục phụ thuộc vào đồng đô la mỹ nữa nhưng mà chi tiết hơn đó là thủ tướng Awa Ibrahim đang đàm phán với Trung Quốc về việc thành lập quỹ tiền tệ châu Á. Đây là phiên bản châu Á của quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Đây là một cái sự kiện rất là lớn các bạn. Chúng ta không nói đến à là, bây giờ không dùng đồng đô la nữa thì chuyển qua dùng đồng nhân nhân tệ hay là dùng đồng Nhật Bản hay là cái gì hết á mà hầu như bây giờ mỗi quốc gia họ đều nghĩ đến làm sao để có lợi cho cái tiền tệ của mình, trade lẫn nhau giao dịch đồng của mình hay là họ muốn gây dựng thêm một loại tiền mới mà trong đó họ chiếm một cái phần lớn hay là một quỹ tiền tệ quốc tế mà những quốc gia này sẽ là quốc gia mà nắm quyền thay vì IMF là chúng ta có nhiều à, những cái sự ảnh hưởng đến từ đồng đô la. Thì bây giờ những quốc gia này hầu như họ muốn là người gây ra cái sự ảnh hưởng. Thì chúng ta thấy được gần đây đã có cái gì đó đang xảy ra. Có khả năng là chúng ta sẽ không còn cái thời điểm mà những quốc gia thế giới đều dựa vào tiền tệ được phát hành bởi một quốc gia khác nữa. Có thể là à, họ sẽ hoàn toàn dựa dựng một loại tiền tệ khác. Và đối với thuần đó thì khả năng BTC được chấp nhận mà lưu trữ bởi ngân hàng trung ương cũng giống như là vàng đó khả năng đó ngày lại càng cao hơn cho nên những thông tin này đó thuận không có thể nào mà nói chính xác được nhưng mà không cảm thấy được ít nhiều gì cũng coi thường tốt đối với BTC các bạn mỗi lần chúng ta có những cái thông tin liên quan đến là những quốc gia họ không còn tin tưởng lẫn nhau không còn tin tưởng 5 đô la nữa thì những thời điểm đó giá cả của BTC lại có cái sức mạnh các bạn lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng và hôm nay chúng ta cũng có cái thông tin là sau khi được tại ngoại đó thì cựu tổng thống Donald Trump à, cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái lời lẽ chỉ trích về đảng dân chủ cũng như là tổng thống joe biden nhưng mà chi tiết hơn đó thì có một phần cựu tổng thống trump dự đoán là đồng đô la sẽ mất vị thế thống trị toàn cầu vì lý do là quản lý quá yếu kém đến từ fed đến từ đảng dân chủ và thật ra đó nếu chúng ta nói là đồng đô la bị giảm giá nhiều cho nên những quốc gia khác không muốn sử dụng nữa thì cũng không hẳn đâu các bạn thật ra cái đó cũng là đúng một phần rất nhỏ mà thôi và chủ yếu đó động lực là dùng nó làm cái cớ để có thể tách rời khỏi đồng đô la để mà làm một cách nào khác để có lợi ích cho quốc gia của họ Chứ còn thật ra chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình đó, đây là cái đo lường sức mạnh của những loại tiền tệ Chúng ta có đồng đô la à, là cái đường màu xanh lá cây Chúng ta có đồng bảng Anh, chúng ta có đồng rubles của nước Nga à, Chúng ta có euro, chúng ta có đồng đô la của nước Úc À, đồng Swiss Friends, đồng Yên Nhật Bản, đồng Yên tệ, đồng uh, Dollar Singapore Các bạn thấy được là tất cả đều cùng một xu hướng hết Có nghĩa là gì các bạn xu hướng đi xuống Những cái loại này đó thì càng ngày càng mất giá so với lợi vàng thì đồng nào cũng mất giá hết các bạn, không riêng gì đồng đô la đâu. Cho nên thường cảm thấy được là cho dù chúng ta nói rất nhiều về cái chính sách tiền tệ của Fed, chính sách uh, quản lý tiền tệ đến từ uh, bộ trưởng bộ tài chính của hoa kỳ có thể là không có vững chắc không có mạnh mẽ khiến cho đồng đô la bị yếu thế à, nhưng mà đó cũng không hẳn là lý do duy nhất dẫn đến những quốc gia họ bây giờ muốn tách rời ra khỏi đồng đô la đâu có nhiều lý do khác nữa tại vì nếu như vậy đó thì sử dụng tiền của họ tiền của họ cũng mất giá như vậy mà thôi các bạn chứ đâu có đỡ hơn đâu và đối với lại những cái sự kiện gần đây thì hầu như là nhiều quốc gia cho thấy là người dân của họ cũng đã hướng về BTC nhiều hơn các bạn. Chúng ta thấy được là những cái tài liệu được công bố bởi ngân hàng trung ương nước Nga đó vào cuối tháng vừa rồi thì cho thấy là năm 2021 là một trong những năm mà có cái số lượng giao dịch crypto rất là lớn ở nước Nga lên tới 5 tỷ đô la và điều quan trọng hơn đó là cái số lượng hộ gia đình khảo sát là 6.000 hộ và hơn 12.000 cá nhân cho thấy được là người Nga lưu trữ nhiều crypto hơn là vàng các bạn à, và trung bình á, thì khoảng 225 đô mỗi hộ gia đình được lưu trữ bằng crypto Tuy nhiên người Nga thì cũng không có cái thói quen lưu trữ quá nhiều những cái loại tài sản khác ở trong gia đình đâu các bạn nhưng mà dựa theo khảo sát này ra thì có khoảng 0.4% gia đình lưu trữ crypto nhưng mà cái phần trăm này vẫn cao hơn là con số hộ gia đình lưu trữ vàng và cái quỹ tương hỗ là 0.3% mà thôi và điều thú vị hơn đó là cho dù người dân không có uh, thấy là động thái lưu trữ nhiều vàng nhưng mà chúng ta biết có một đơn vị đang rất là tích cực thu mua nhiều vàng đó chính là đơn vị nào các bạn biết không đó chính là ngân hàng trung ương của trung quốc từ năm 2018 đó, cuối năm nó tới bây giờ chúng ta sẽ được là PBOC tức là ngân hàng trung ương trung quốc liên tục tích lũy thêm vàng để làm gì thì các bạn hãy comment bên, bên dưới và chúng ta cũng thấy được là Peru à, lại là một quốc gia mới lên tiếng là họ muốn có một cái CBDC một tiền điện tử của quốc gia các bạn và lý do họ muốn có tại vì đây sẽ là một loại tiền có thể cho người dân của Peru có thể tiếp cận được à, với lại hệ thống tiền tệ tại vì nhiều người dân không thể tiếp cận được với lại ngân hàng à, thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều về CBDC rồi trên căn bản đây là khả năng đó là một cái công cụ dùng để mà quản lý tài chính của người dân nhưng mà nghĩ ngược lại đó thì thuận có xem một cái bình luận và thuận cảm thấy là cũng có lý đó các bạn chúng ta có thể là không thích CBDC nhưng mà có thể chúng ta sẽ không làm gì được đâu cũng giống như là chính phủ sẽ không thích BTC Ngân hàng trung ương cũng sẽ không thích BTC Nhưng mà trên căn bản họ không làm gì được Bitcoin hết Bitcoin là một cái loại tài sản hoàn toàn phi tập trung Không thể bị tiêu diệt được à, Nhưng mà ngược lại đó chúng ta có thể không thích CBDC Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không làm gì được đâu Xu hướng này là xu hướng của tương lai rồi Tôi nghĩ là sớm muốn gì tất cả quốc gia đều sẽ có CBDC nhưng mà họ hoạt động như thế nào à, chi tiết thì chúng ta không rõ nhưng mà dù sau đây nữa đó, nghĩ về cái phương diện tích cực hơn thì CBDC à, sẽ là một cái công cụ có thể giúp cho nhiều người dân tiếp cận được với ví điện tử hơn Họ sẽ bắt đầu học làm sao để mà tải ví điện tử Cho dù đó là cái ví điện tử tập trung của ngân hàng trung ương Nhưng mà họ cũng sẽ tìm hiểu làm sao mà tải ví điện tử rồi sử dụng một cái CBDC như là một cái token trên cái ví đó Nhưng mà tôi nghĩ là sớm muộn gì đã CBDC cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi Chúng ta chỉ cần một người à, bị lóc tài khoản, một người bị lóc ví, một người bị đóng băng thôi Thì mọi người sẽ bắt đầu lo sợ Và lúc đó chúng ta đã được là người ta sẽ đi tìm kiếm một cái loại tiền tệ mà không bị quản lý bởi ngân hàng trung ương Và đó có thể là BTC và crypto các bạn Và lúc đó nhiều người hơn để biết làm sao để mà sử dụng viên điện tử rồi Thì sẽ giúp đỡ trong tương lai cho cái việc chấp nhận crypto tục hơn thuận thì lại có lòng tin như vậy đó là một cái suy nghĩ nó tích cực hơn các bạn khi mà nói tới CBDC và chúng ta cũng có một số những thông tin rất là thú vị các bạn đây là cái thông tin đến từ thụy sĩ và chi tiết hơn đó chúng ta thấy được là ngân hàng post finance đây là ngân hàng lớn thứ năm tại thụy sĩ thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ thụy sĩ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ có thể mua bán và lưu trữ bitcoin ethereum cho 2.5 triệu khách hàng à, của ngân hàng này và sau đó sẽ hỗ trợ thêm nhiều crypto nhưng mà mới đầu sẽ là Bitcoin và Ethereum các bạn. Chúng ta thấy được là Thụy Sĩ thì gần đây à, cũng đã à, gặp cái sự cố liên quan tới Credit Suite. Bây giờ thì à, ngân hàng này sẽ cho người dân tiếp cận được Bitcoin Ethereum tại vì sao các bạn? Tại vì ngân hàng này nói đó đó là nhu cầu của những khách hàng của họ. À, vì lý do là họ thấy là hàng năm những người mà có tiền trong ngân hàng thụy sĩ đó họ rút tiền thì rút tiền đi đâu khi mà họ theo dõi đó thì biết là rút tiền rồi đem qua thị trường crypto đem đến những cái sàn giao dịch thì nếu như vậy ra tại sao họ lại không tự cung cái tiền vụ các bạn cho nên thông thường hay nói với các bạn là chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn chúng ta không có bạn bè vĩnh viễn chúng ta chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi không phải là tự nhiên nhiều ngân hàng bây giờ hỗ trợ crypto đâu như bà nào mà đã ở thị trường này từ năm 2017 cũng đã biết là ngân hàng kịch liệt chống lại crypto chứ không phải như bây giờ nhiều ngân hàng không hề ủng hộ đâu. Tại vì sao? Các bạn có phải tại vì họ suy nghĩ lại họ cảm thấy là phiệp chung quá hay, điều chung khiến cho con người nó sẽ tự do hơn hay gì đó. Không phải đâu các bạn. Họ nhận được nhiều cái dấu hiệu cho thấy được là người trẻ tuổi và nhiều người có nhu cầu có BTC và crypto và nếu như mà họ không cung cấp dịch vụ đó họ sẽ mất những khách hàng này những khách hàng này sẽ đi tìm kiếm những nơi khác cho họ tiếp cận được JBTC với nhiều crypto khác cho nên họ bắt buộc là phải cung cấp cái dịch vụ này và thêm vào đó nữa đó họ đều biết là những người trẻ tuổi sau này sẽ là những người lớn tuổi hơn có nhiều tiền bạc hơn sẽ là những cái khách hàng quan trọng của họ và những người trẻ tuổi bây giờ họ yêu thích gì đó chính là yêu thích tiếp cận được với là Bitcoin và Ethereum và nhiều những crypto khác cho nên những ngân hàng họ sẽ cung cấp và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một cái người đứng đầu của bộ quản lý tài chính của New York trong cái cuộc hội nghị này thì người đứng đầu của bộ quản lý tài chính New York cũng đã lên tiếng nói là bất cứ ai nghĩ là ngân hàng Signature là ngân hàng cung cấp dịch crypto đó bị đóng cửa, bị tiếp quản bởi chính phủ Hoa Kỳ là tại vì họ tiếp cận với crypto đó thì đừng nên nghĩ như vậy, đó là một cái suy nghĩ điên rồ. Có nghĩa là họ chối hết tất cả những cái à, điều liên quan đến việc là họ muốn đàn áp thì crypto này thông qua ngân hàng. Thì đương nhiên là các bạn đâu có ai mà muốn lên tiếng nói là đó là sự thật đâu Tại vì bây giờ crypto Hoa Kỳ là hợp tác, Nếu như mà bất cứ một đơn vị nào công khai nói là muốn đàn áp crypto đó thì cũng đồng nghĩa là không có làm đúng luật các bạn. Tại vì đàn áp crypto hay không đó không phải là quyết định của những người này mà những người này đó, nếu muốn đàn áp crypto thì họ phải thông quốc hội để ra luật đó là crypto phạm pháp thì lúc đó họ mới có thể đàn áp được chứ không thể nào mà làm quyền như vậy. Cho nên đương nhiên không ai sẽ chấp nhận đâu các bạn. Ai cũng sẽ phủ nhận những điều đó. Rồi, ở phần này của video đó, thường muốn dành một ít thời gian để mà cập nhật danh mục đầu tư với các bạn. Tại vì đây là cái cập nhật thường đã chia sẻ à, cách đây vài ngày ngày chủ nhật rồi, nhưng mà tại vì mấy hôm nay có nhiều thông tin cho nên thường chưa có thời gian để mà chia sẻ chi tiết với các bạn, nhưng mà đây là cái cập nhật mới nhất à, liên quan tới danh mục crypto của Thuần. Và đương nhiên thường chia sẻ những cái thông tin này đó chỉ là vì mục đích cung cấp thông tin tại vì nhiều bạn muốn biết mà thôi chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Nhiều bạn có nên biết là thường chỉ đầu tư vào một số à, lượng đồng nhỏ mà thôi, thường không có thời gian để mà đầu tư nhiều đồng và theo dõi đồng cho nên một đồng nào mà không có trong danh sách này cũng không có nghĩa là thuận không có thích hay là không có nghĩ là đồng nói đồng tốt và ngược lại những đồng nào mà trong danh sách này cũng chỉ đơn giản là tại vì thuận có đồng tin mà thôi chứ không phải là các bạn cứ xem rồi cứ copy theo đây đơn giản là chỉ là một cái gì đó chia sẻ để các bạn rõ ràng hơn là khi thuận chia sẻ thông tin hàng ngày đó thường đang lưu trữ những đồng nào để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình là thông tin của thần có giá trị đến mức nào và chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi mà thuần có cái số lượng PDC tăng lên một cách đột biến các bạn đã nhớ là đó là đầu tháng 3 từ mức 57.89% mà tăng lên tới 70 đến 74%. Tại vì lúc đó đó thường đã đổi hết USDC qua BTC vì cái lý do là USDC mất Như bạn có nói biết thường chia sẻ thông tin này chi tiết hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà sau đó thì giá BTC đã lại tăng rất là nhanh cho bạn. Lúc mà Thuận thu mua đó lúc đó là BTC chỉ có mức giá là khoảng 20.000 mà thôi rồi đó lên 22, 24.000 rất là nhanh và từ đó đi thẳng lên tới 29.000 luôn các bạn. Và vì lý do là Thuận đã có rất nhiều BTC một cách nhanh chóng như vậy à, thì sau đó thường được quyết định là chốt lời ra để mà cân bằng lại cái số lượng tiền mặt của mình. Tại vì sau khi thu mua rồi, đó cái số lượng tiền mặt rất là thấp. Để thùng chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa. Thì sau đó đó thường chốt lời và chúng ta được tuy thường chốt lời nhưng mà cái phần trăm BDC vẫn tăng. Tại vì giá tăng tăng tới mức khoảng chừng là 29.000 đô nó lúc đó chia sẻ ra thường chốt lời thêm nữa và sau đó là thường đang ngưng chốt lời nhưng thường đã chia sẻ với các bạn từ à, chủ nhật tới bây giờ và khi mà thường ngưng chốt lời đó thì à, chúng ta được là tới lúc này thì BTC chiếm phần trăm là 69.77% phần Ethereum đã vẫn là đồng đứng thứ nhì chiếm 18.57% các bạn nhưng mà Ether phần trăm này đổi thường thì không có nhiều cho nên thường sẽ tiếp tục tích lũy thêm Ethereum và thường đã tích cực thu mua Ethereum mấy ngày qua rồi đồng mà thuận lưu trữ nhiều thứ ba đó chính là BNB 6.57% Cardano là 2.55% XRP là 0.85% Matic là 0.56% Doge 0.66% Solana là 0.4% và những đồng nhỏ khác là 0.07% các bạn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nhiều nhất vẫn là BTC, rồi tới TBM, rồi tới BNB, rồi mới tới Cardano. À, rồi sau đó chúng ta mới có những đồng nhỏ hơn như là Matic, DOS, XRP. Và khi mà nhìn vào tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn thường tiền mặt của thường sau khi mà đi thu BTC chỉ còn có 7.5 mà thôi. Đây là cái số lượng tiền mặt phần trăm rất là thấp cho nên khi mà BTC tăng giá mà thường có lời thường cũng đã à, tranh thủ để mà chút lời để có thêm tiền mặt. Bây giờ thường mức là 14.1% thì coi như cũng tạm ổn đó các bạn. 14.1% tiền mặt là cái phần trăm tiền mặt thường cảm thấy là cũng khá là an toàn. Crypto đó thì bây giờ chiếm tỷ lệ là gần như 60% của tổng cái tài sản của thường Cái đó là cổ phiếu chiếm và những cái tài sản khác như là bất động sản, hợp đồng đầu tư vân vân thì chiếm 23% của tổng tài sản của Thuận hiện tại. Crypto vẫn là cái phần lớn nhất. Ngay thời điểm bây giờ, đối với bản thân riêng của Thuận mà thôi đó thì chưa bao giờ trong thời gian 7 năm qua, Thuận đầu tư crypto mà Thuận có nhiều BDC như là thời điểm hiện tại. Có thể là đối với nhiều bạn ra cái số lượng BDC này không đổi nhiều nhưng mà đối với Thuận đây là cái số lượng nhiều nhất mà Thuận từng lưu trữ cho nên ngay thời điểm này tôi thường cảm thấy là BDC cũng tạm ổn rồi các bạn cho nên thường mới chú tâm nhiều hơn vào Ethereum rồi sau đó mới bắt đầu thu mua thêm những đồng khác à, đó là cái chiến lược hiện bây giờ của thuận thì thuận lập cái kênh này ra thứ nhất để muốn chia sẻ những thông tin à, giải thích một số vấn đề với các bạn à, thứ nhì nữa thì cũng muốn chia sẻ quá trình đầu tư với các bạn cũng như là thuận các bạn cùng nhau đồng hành đầu tư trong thị trường crypto này à, thông tin như thường chia sẻ đó là chỉ dùng để tham khảo không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn sẽ có một vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau nhưng mà có một số cái quy định chung đó thuận đặt ra các bạn có thể tham khảo đó chính là thứ nhất đừng tin ai hết các bạn chỉ nên tin bản thân của mình trong thị trường này mà thôi. Có nhiều người có thể là họ cũng có đồng tốt, họ muốn giúp đỡ các bạn, họ có kèo ngon hay là họ có một đồng nào họ cảm thấy là họ rất tin tưởng, họ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà có thể là họ cũng sai cho nên các bạn tin một người mà thật sự muốn tốt cho các bạn Nhưng mà thật ra họ cũng có thể là có những dự đoán sai lầm dẫn đến các bạn có thể là bị lỗ khi đầu tư Cho nên đừng tin ai Và đương nhiên cái đó thì các bạn nên tự tìm hiểu chứ đừng nên hỏi ai gì hết Thật ra bây giờ đó năm 2023 rồi nhiều thông tin miễn phí trên mạng đó các bạn Lúc mà thuận mới tham gia thì trường này đó tiếng Anh còn ít thông tin chứ đừng nói là tiếng Việt Tiếng Việt hầu như là không có mấy người chia sẻ chi tiết về những đồng này những cái sự kiện liên quan đến crypto bây giờ có rất nhiều thông tin rồi hầu như bây giờ đã nhiều thông tin hơn là bạn có thời gian đọc cho nên tự tìm hiểu là điều tốt nhất tự giữ crypto tại sao các bạn cũng đã biết rồi các bạn nên tự tìm hiểu làm sao để mà tự lưu trữ viên nóng vi lạnh à, nhớ chút lời nếu các bạn không chút lời thì người khác sẽ chút lời giùm các bạn phân bổ vốn rất là quan trọng nếu như các bạn không phân bổ vốn đó các bạn gặp một sự cố lớn như là luna thì các bạn sẽ thấy là mất hết tất cả cho nên phân bổ vốn rất là quan trọng không vay mượn các bạn đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư sẽ, sẽ càng căng thẳng hơn và sẽ dẫn đến nhiều quyết định sai lầm và đương nhiên zoom out dài hạn là cái tiêu chí đầu tư bao nhiêu năm nay của kênh và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mình tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn